Chào cô, chào mọi người. Bài đầu tiên mình học ngày hôm nay đó chính là bài sát nam. Sát mình sẽ kéo dài và đưa hai tay ra và ủng lồng ngực lên. Nam mình sẽ ngắn, mình sẽ kéo ngắn lại và cho hai tay vào trước mặt không lưng lại một chút. Sát nam, mình sẽ làm bài thiền này cho đến khi bài nhạc hết. Sát nam, so
Mình hít vào lần sau, thở ra dài 3 lần. Mình hít vào thật sâu và thở ra dài 3 lần. Và sau đây sẽ đến bài thở mi gió. Bài thở mi gió mình sẽ dùng cả hai tay và mình sẽ tay phải trước. Khi mình thở, mình đưa cái lòng trong tay phải đưa lên môi và mình hôn vào cái tay, sau đó mình đưa cái tay phải ra ngoài như thế này, và mỗi lần mình sẽ làm 10 lần, mình hôn mạnh vào mỗi bên, mình sẽ làm 10 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình lắc cái tay phải. Sau đó mình sẽ chuyển sang tay trái. Mình cũng làm giống y chang bên tay phải. 1, 2, và mình cũng làm 10 lần. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình lắc cái tay trái. Và sau khi mình làm xong cả hai bên, mình sẽ làm hai tay cùng một lúc. Mình chụm như thế này. 1, và mình cũng làm 10 lần nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình lắp hai cái tay của mình. Tiếp theo mình sẽ on Namu 3 lần. Mình chắp tay trước ngực. Oh.
chắp tay trước ngực, mình xoa hai đầu bàn tay vào nhau cho nó ấm lên, rồi mình áp lên mắt mình. Từ từ mình mở mắt ra và nhìn vào hai lòng bàn tay và bỏ tay xuống. Và bây giờ mình sẽ đến bài cuối cùng là bài Satanama Ramadasa Sa Si Hình. Và khi mình ngủ ấm thì Sa Ta Na Ma Ra Ma Đà Sa Sa Say So Hình. Nói chung là ngón cái của mình khi mà cứ từng chữ ngón cái sẽ chạm vào những ngón còn lại và đi đến cuối mình sẽ đi lại đầu và mình sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi mình thả bàn tay ra và mình nằm xuống và mình ngủ luôn. Rồi, bây giờ mình đi nào. Satanama Ramadasa.
sa